Thưa quý vị, tượng 12 con giáp mình người khỏa thân ở Hải Phòng đã bị chỉ trích. Tin đến từ Hải Phòng, tại khu du lịch Hòn Giáo thuộc quận Đồ Sơn, thành phố Hải Phòng, lâu nay hiện hữu một vườn tượng 12 con giáp. Khu vườn tượng này nằm trong khu vực mang tên Đà Lạt Thu Nhỏ, ít được để ý cho tới mãi gần đây khi báo chí trong nước đưa tin về luồng dư luận chống đối. Theo mô tả của báo mạng Vietnamnet, các bức tượng 12 con giáp được làm bằng đá xanh nguyên khối, gây ấn tượng mạnh vì có đầu con vật nhưng thân mình người, dàn hàng ở lối đi trong tình trạng trần truồng, phô bày rõ các bộ phận sinh dục nam cũng như nữ. Tờ báo mạng dẫn lời bà Trần Thị Thùy Linh, cư dân xã An Đồng, huyện An Dương cho biết, bà từng dẫn con gái đến đây chơi. Khi con gái bà tò mò hỏi về một bức tượng con giáp trần truồng, bà mới tá hỏa kéo con bỏ chạy ra khỏi nơi đó. Bà Linh nói với tờ báo mạng rằng bà không hiểu họ đắp những bức tượng phản cảm, lộ rõ bộ phận sinh dục như vậy để làm gì. Vẫn theo Vietnamnet, ông Hoàng Thiền, giám đốc công ty du lịch quốc tế Hòn Giáo, cho biết vườn tượng này được các nhà điêu khắc trong và ngoài nước thực hiện từ năm 2007. Hơn 10 năm qua, 12 con giáp vẫn đứng đó và không có bất cứ phản ứng nào từ dư luận. Ông Thiện nói, đây là văn hóa phồn thực thể hiện giao lưu văn hóa. Tin mới nhất từ Hải Phòng cho biết, từ hôm 27 tháng 3, ban quản trị khu du lịch đã mặc quần bơi cho các tượng con giáp.